Hà Nội đã nhận hàng nha Huynh nhá. Đây test thử này, vừa mang về nhà xong. Test radio trước nha. Nào. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của quý thính giả về sự khó chịu và mệt mỏi khi bị căn bệnh trào ngược dạ dày, cũng như là đau dạ dày đeo bám. Và câu chuyện của chú Vương Văn Minh ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, và chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây cũng là một trường hợp như vậy. Tiểu về quãng thời gian mắc bệnh của mình, chúng mình có chia sẻ như sau. Khoảng 30 tuổi tôi bị xuất huyết toàn bộ vùng mặt và dạ dày. Khi nhận về tôi cũng đỡ, cũng đau lắm. Nhưng một thời gian sau, thứ này cũng thi thoảng lại đau. Nhiều đau từ ở phù dưới mà áp xuống thì có. Trời Hà Nội lại đổ mưa và nghe tiếng đài xong săn như dây thì phê lắm. Thanh Huynh nhá. Hà Nội đã nhận hàng. Anh Huy nha. Bye bye.